Ngày 26 tháng 9, Cục Thuế Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai các chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp quý 3 năm 2024. Đến dự có ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, Cục Thuế Tây Ninh triển khai giới thiệu đến doanh nghiệp một số chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi bổ sung và giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong việc thực thi chính sách của doanh nghiệp, người nộp thuế. Hội nghị tập trung triển khai các vấn đề trọng tâm, những vướng mắc khó khăn tiếp cận với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của tỉnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Đại diện các doanh nghiệp tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến việc ứng xử của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp, đặc biệt là thời gian thanh tra, kiểm tra, chi phí không chính thức, sự thỏa thuận trước doanh nghiệp với cán bộ thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ động tham mưu kiến nghị cơ chế chính sách thuế phù hợp với thực tiễn, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước công việc, đảm bảo công khai minh bạch, giảm thời gian chi phí tuân thủ cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thuế.